Vâng ạ. Ngày hôm nay trong cái video ngày hôm nay thì em vừa về được một lô vàng xong các bác nhá. Vừa về lô vàng xong các bác nhìn này. Nguyên bụi bẩn còn chưa lau chùi gì luôn các bác nhá. Còn nguyên bụi bẩn luôn. Quay cho anh em xem trực tiếp và báo giá cho anh em luôn các bác nhá. Một lô vàng hàng xịn sò và cơ lai số các bác nhá. Và trong video này ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng các bác quần trực tiếp giúp bên cơ sở 2 các bác nhá. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Ok. Vâng ạ. Như từ đà thì hôm nay em có về được một lô vàng cơ lai số quá đẹp luôn, quá đẹp các bác nhá. Rất là lâu lâu rồi mới mua được một cái lô đẹp như này, có tên là Echum DM3 các bác nhá. Thì con vàng cơ lai số này nó thẳng luôn là nó một con vàng cơ lai số dễ chỉnh nhất hạ mặt trời luôn, nó chỉnh dễ lắm luôn. Đấy, chút em sẽ chỉ cho các bác cách chỉnh luôn, dễ lắm luôn ạ. Thì thông số cơ bản qua thì nó con này nó chạy một con chip, nó là con chip 920 Yamaha của Nhật Bản các bác nhá. À, chip Japan, các nhìn chip Japan chưa ạ? Yamaha Japan này. Chạy nguồn xung chưa được giải điện từ 90V cho 240V luôn. Đấy. Con này có điện yếu, điện khỏe đã chơi vô tư luôn cho anh em luôn. Cả toàn thân cái vỉ này toàn bộ là vỉ vàng. Đấy, vàng 9.4, 4.9 luôn. Đẹp luôn. Mặt phay trắng rất là đẹp các bác nhá. Rất là đẹp, nhưng mà giá cả của nó vô cùng yêu thương cho anh em luôn. Các bác xem video đừng bỏ lỡ các video này các bác nhá. Xem đến cuối video em sẽ báo giá đầy đủ cho anh em luôn. Giá vô cùng rẻ cho anh em. Chỉ có 830.000 một con này. Đầy đủ eco dì vật trong hũ 3 cấp cho anh em luôn. Đấy. Đây ạ. Những cổng ra của nó ngồi như sau. Đấy ạ. Những cổng vào 1, 2, 3 cổng vào này. Đấy. Nó ra là 2 cổng chính này. Một cổng center và một cổng sub. Được các bác nhá. Và cái này nó bên này nó có mấy cái gõ để cắm live stream này. Hay thu âm này. Đấy. Ok chưa các bác? Ok chưa các bác? Đấy. Các bác nhìn mặt phay trắng rất là đẹp. À, rất là đẹp. Em alo trực tiếp cho các bác nghe nhá. 226 lên 226 lên 226 lên 226 lên 226. Vang nhại cực ngọt luôn các bác ơi, chạy chip của Nhật Bản là tiếng nó rất là hay các bác nhá. Tiếng rất là hay. Đó, các bác nhìn là chỉnh rất đơn giản, các bác nhìn kia này. Các bác chỉ cần ấn vào này, có mic này. Đấy, effect là toàn tổng này. Đấy, delay này. Các bác thích tăng chỉnh gì nó đây này. Đấy, repeat là tốc độ lặp lại này. Eco này. Đấy, reverb time này. Và reverb level này. Bass trung check là các bác thích chỉnh bass trung check nó vô cùng dễ luôn. Các bác nhá, rất là dễ chơi. Đấy, trung check này, mic mắc. Và lưu các bác ấn store này. Khi làm bàn ấy có chữ default, enter cái thế là xong. Đấy, rất là dễ. Các bác nhá, chỉnh nhạc cũng vậy luôn. Chỉnh nhạc cũng vô cùng dễ cho anh em luôn này. Bass trung check này. Trùng chắc rất đơn giản các bác nhá. Cứ bấm vào là có, nó dễ lắm luôn các bác ơi. Nó dễ, con này nó dễ nhất thế vào trời luôn. Đấy, các bác nhìn nguyên một lô về này đẹp. Xuất sắc cho anh em luôn. Đấy các bác nhá. Nguyên một lô về là xuất sắc với chú con. Đấy các bác nhá. Đây em alo lại cho các bác nghe này. 226 lên 226 1 2 3 4 5 6 7 lên 226. Vang nhại thì ngọt. Vỉ viếc đẹp, chạy nguồn xung cho bác chơi điện yếu được khỏe chơi vô tư các bác luôn. Làm karaoke gia đình kéo kéo rất tuyệt vời các bác nhá. Lắp được tất cả những cái dòng loa kéo kéo này, hay các bác mà dùng karaoke mà cái bộ này ấy, mà cái bộ karaoke nhà bác mà vang nhại nó kém, thay luôn, mua luôn con này cho em lắp vào, ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đầy đủ eco này, dì vọt này, chống hú 3 cấp cho anh em này, chạy chip của Nhật Bản này. Đấy, dễ chơi dễ chỉnh, một con vang cơ này số quá trời hay luôn. Đấy, hai là đến xin từ Đài Loan các bác nhá. Echum là của Đài Loan các bác nhá. Đấy, Echum đến từ Đài Loan, hàng thương hiệu xịn sò đến từ Đài Loan, chạy chip của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, linh kiện đó các bác nhìn này, rất là ngăn nắp, rất là đẹp luôn, tụ vàng chói. Đấy, chip của bọn giống chậu vỉ của Chipad đấy các bác, giống vỉ của Chipad đấy, rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy, 830.000 một cây, bao ship cho anh em và bao test cho anh em một tháng, lỗi đổi con mới luôn, các bác nhá. 830.000 nên bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, bao test cho anh em một tháng, trong một tháng lỗi đổi con mới luôn. Đấy, ok chưa các bác? Đấy, con vàng coi là số này chung quá trời hay luôn. Đấy, 830. 2 2 6 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
Đấy, dễ chơi dễ chỉnh, ai cũng chỉnh được luôn. Các bác nhá. Dễ chơi dễ chỉnh, 830k một cây. Bao test cho anh em 1 tháng, lỗi đổi con mới. Bao ship tận nhà các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu muốn câu các bác nhá. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em nhá.